cần đưa đến bao nhiêu, cần gọi tên nhau thật nhiều để tìm cháy cạnh tình khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là dòng loa kép LS710 đến từ thương hiệu Mỹ, được phân phối chính hãng. Các bạn hãy cùng mình đánh giá thêm chi tiết về mẫu thiết kế cũng như là chiếc âm của em nó nhé. Subscribe video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Về phần mặt trước của loa, ta có hai tem hiển thị thông tin cũng như là nơi sản xuất của loa, một logo kép màu vàng đặt giữa loa, màn loa làm từ thép không rỉ, kiểu dáng như là một hình tổ ong. Bên trong màn loa có mút xốp bọt biển để chống bụi cũng như là chấm va đập từ bên ngoài vào. Phần thân loa được làm từ gỗ bạch dương, sơn tĩnh điện, chống chày, chống thấm nước. Phần trên cùng sẽ có một tem chống hàng giả và một tem chính hãng của nhà phân phối. Về phần mặt sau của loa, ta sẽ có hai khe để thoát hơi âm bass. Sau đó thì có model LS710, logo kép cũng như các thông số về công suất và điện trở khoáng của loa. Ta sẽ có hai dắt cùm loa để kết nối cũng như là tem bảo hành. Dòng loa full kép LS710 chúng ta gồm có hai đường tiếng, là một là loa bass 2,5 tấc, loa chép bằng chép còi cho âm thanh chi tiết, âm chung rõ ràng và âm bass sâu lắng hơn. Công suất trung bình của loa LS710 là 300W mỗi loa và công suất cực đại lên 1200W, thích hợp cho dàn karaoke trên 30m². Điểm khúc yêu đương chỉ còn khúc buồn não đơn đau từ tiên lòng người ơi. Trời đầy hai đứa vui lòng người, mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. VDI chuyên gia âm thanh karaoke, VDI phối theo nguyên lý lắp theo âm học. Các bạn nghĩ sao về chiếc âm của dòng loa full này? Hãy comment bên dưới nhé. Còn giá của em nó hiện tại là 15.400.000 đồng. Các bạn có thể đến với các showroom của VDA để trải nghiệm thực tế hoặc gọi đến số hotline để nhân viên bên VDA tư vấn và biết thêm thông tin. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.